Thực sự bây giờ chỉ với 4 triệu rưỡi, các bạn đã có thể sở hữu được một mẫu màn hình có viền siêu mỏng, độ phân giải 2K đi kèm với tần số quét là 100Hz, nhưng nó vẫn còn rất nhiều điểm vô địch trong tầm giá rẻ như thế này. Cụ thể như thế nào thì hãy cùng mình đi tìm hiểu ngay trong video này. Và đây sẽ là video đánh giá chi tiết về mẫu màn hình Lenovo L27Q4A. Chào mừng các bạn đến quay trở lại với Full Anh Smart World. Đầu tiên hãy cùng mình đi thẳng vào chất lượng của tấm nền LCD này. Lenovo L27Q4A được trang bị tấm nền 27 inch LCD với độ phân giải là 2K, đi kèm với tần số quét lên tới là 100Hz. Về độ bao phủ màu sắc thì nó thể hiện đầy đủ 100% giải màu sRGB, từ đó phù hợp cho đa dạng nhu cầu sử dụng khác nhau. Thiết kế đồ họa với nó cũng trở nên dễ dàng với độ chuẩn màu đạt là 1.59 netae. Tuy nhiên, điểm mà nó ao trình so với những mẫu màn hình trong tầm giá, thậm chí giá gấp đôi, thì đó chính là độ đồng đều về màu sắc trên từng khu vực. Như kết quả đo được với Spydex Elite thì màu sắc trên các khu vực gần như không thay đổi, độ sáng tốt với 355 nit và nhiệt độ màu cũng loanh quanh mốc quy chuẩn là 6800 độ K. Cuối cùng thì thang đo độ xám gamma 2.2 cũng bám sát với thang đo quy chuẩn. Vậy thì ngoài ra nó còn những yếu tố nào mà mình lại nói rằng nó vô địch trong tầm giá như thế này? Chắc chắn rồi, nó đến từ phần thiết kế. Chân đế của Lenovo L27Q4A có độ linh hoạt cao, các bạn có thể nâng hạ cũng như xoay dọc màn hình tùy thuộc vào phương cách sử dụng của mình. Phần đế ở phía bên dưới cũng được Lenovo khoét một vị trí tinh tế để các bạn có thể dựng điện thoại hay là máy tính bảng. Ngoài ra thì phần trụ được khoét một lỗ, giúp cho việc đi dây được gọn gàng nhất có thể. Phía sau, ta được hãng trang bị cụm nút và joystick để tinh chỉnh các chức năng có trong menu OSD. Đặc biệt thì màn hình này còn được trang bị hai loa mỗi bên có công suất là 3W. Các cổng kết nối thì chúng ta vẫn được hãng trang bị đầy đủ từ HDMI, jack cắm tai nghe 3.5mm và cũng như là cổng DP. Tổng kết lại thì trong tầm giá rẻ như thế này, chúng ta đã mang về cho mình được một mẫu màn hình có độ phân giải 2K, tần số quét 100Hz với 4 viền siêu mỏng, đi kèm với tấm nền LCD có chất lượng hiển thị tuyệt vời trong phân khúc giá cũng như là tích hợp cả loa nữa. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Full Anh Smart World. Nó sẽ đến sớm thôi.